Rồi tiếp tục về với quê của mình xem bà con mình thu hoạch nha các bạn. Ở đây thì ngay chỗ dàm Lung Bà Thốn, ở đây nó thuộc kênh 8 của Tân Hiệp Kiên Giang nha các bạn ơi. Ở đây thì giáp ranh giữa dòng Ghiền với Tân Hiệp. Và bây giờ thì mình thấy máy cộ đang chở lúa vào bên trong để cắt. Tình hình lúa đang giảm nhưng mà mình có nghe nói là có chiều hướng lên, mình không biết là ở đây hiện tại là nó có lên theo những vùng khác không nha. Giờ anh em mình chuẩn bị vượt chốc để mà chắt lúa ra bãi. Năm nay đỡ không chú? Năm nay lúa đỡ không? À chưa làm hả? À, chú đó không phải là chủ ruộng nha các bạn. Mấy anh em máy cắt này cũng thuộc vùng này luôn nha các bạn ơi. Mình cũng chưa biết là giá cả ở đây nó có lên xuống hay là nó có biến động không, để chút xíu nữa mình sẽ hỏi chủ ruộng nha. Nó qua được rồi. Anh em chuẩn bị xuống để chắc ra nha các bạn. Hôm nay ở đây người ta trồng mỗi một công thì trung bình từ 20 cho đến 22 bao các bạn. Mình thấy nãy giờ đi cũng khá là nhiều chỗ và cái lúa thì mình thấy khá là đạt. Vụ đông xuân thì thường thường là đạt nhất so với những cái vụ khác. Ủa ruộng của chị hả chị? Chị ơi, ruộng của chị hả? Năm nay chị trồng mấy công? Hai mấy công hả? À? À, chị trồng giống gì vậy? Đời thơm hả? À? À, giá không gà em nghe nói là nó có biến động tăng giảm đó. Ở bên chị là nó được bao nhiêu rồi? Ủa 7.600 hả? Ồ vậy là ở đây giảm hơn so với ở dưới kia 300 đồng rồi. Vậy là hên khúc nữa rồi. À chiến gọi cọc nó để cao không? Không có lấy cọc, không lấy cọc ha. À, giờ đang giảm nữa rồi. Mới hôm qua thì nghe mấy chỗ khác là nói là nó đang tăng tăng từ từ á. À giờ còn bán gửi cắt đầu cắt đuôi luôn. Vậy là dùng này à giảm 300 đồng so với mấy cái chỗ khác nha các bạn. Ở chỗ khác thì giá mình thấy 7.900. Nói chung là nông dân làm vụ này thì cũng khá là vất vả nha các bạn. Ồ cậu lúa này thấy bự quá trời bự luôn nè. Cái cậu này nếu mà mình chắc thẳng hết luôn là khoảng bao nhiêu bao vậy? Chắc trăm mấy bao ha. Cậu quá quá dữ. Ồ này công khoảng hai mấy bao không chị? 22-23 hả? Quá trời đạt luôn, quá dữ. Cái này quá đẹp luôn rồi, còn gì nữa. Này à, chiều ghe lại căng luôn chứ chị? Ồ quá dữ, quá được. Hôm bữa em quay trên kênh 10 á thì số chỗ ghe nó không có lại, tại vì giá nó giảm quá là nó không có dám lấy.
À cũng đỡ. Ở trên kia để có chỗ để 2 ngày, có chỗ để 4 ngày. Nó nhóc lú quá trời. Mày à, tiếp cái chiếc xe này qua không được. Quá nhiều đồ à. Máy cắt sẽ lua lại để mình nhường đường. Ồ, anh nó chạy dữ thiệt. Ồ, có chừng, có chừng. Wow. Ta lái nó không giữ cái trời thì chứ. Whip á. Thì ở ngoài xa xa thì máy cắt của anh em mình đang làm việc nha các bạn. Bưng luôn rồi. Ồ, quẹt địa bàn rồi. Quá trời cậu lúa nội ơi, đứng lên đây thấy nó bự thiệt chứ. Ở hồi nãy dưới sáng thầy cò đó cũng sợ nó giảm đó, rồi lúa còn xanh dờn đi cắt, cắt xong xuôi cái bà thương lái nè lại cân đó, rồi bà mở bao ra bà thấy xanh dờn, bà kêu ngừng cắt lại liền, rồi bà trừ thêm 300 nữa. Trời ơi trời, mà lúc đó cò nó chịu nha, chứ không phải là người nhà chịu, tại vì cái cọc bỏ nó thấp rồi đâu có trừ lại được nữa. Còn không biết có thương lượng nữa không thì không biết gì sao. Cắt quá xanh. Mới mấy tuần trước, tháng trước chứ, thấy nó còn 8,5-9 ngàn, thấy quá ngon rồi. Dạ. Ở dưới thầy cò dưới ở trên đây nó cũng đâu có xa mấy đâu, mà sao ở trên đây nó giảm dữ vậy ta, ở dưới còn 7,9 tùy theo lái hay sao ta. Bán gửi không ha. Lúa này thì chắc bây giờ nè dần ươm hết nha. Ở dưới kia thì còn xanh nhiều quá. À cái này mà vô 8,5-9 ngàn, khoảng 9 ngàn cái là thấy vô mánh ha. Quá vậy. Nghe coi. Trăm mấy bao à, chắc có một chút xíu rồi à, thấy xong cái cụ lúa à. Ở phía dưới sông thì có cái chiếc ghe hàng, thì ở đây nó rất là xa chợ nên là những chiếc ghe hàng thường thường là sẽ tới lui để mà bán đồ cho bà con ở đây nha các bạn, ở trong vùng. Chút nữa mình sẽ có gian mấy anh em máy cậu để ra ngoài ngoài quay máy cắt đang thu hoạch cho bà con mình. Thường thấy giá lúa ở quê mình thì mỗi chỗ mỗi khác nên là không có chỗ nào giống chỗ nào nha các bạn. Tùy theo cái lái sẽ mua như thế nào. Đó. Cọc nữa. Cái chỗ này thì bà con mình không có để cọc. Tưởng nó lên nữa rồi cuối cùng lại là giảm.
mình cũng có nghe bà con mình nói là ở cái vùng này thì dao động chỉ có 7.500 cho đến 7.600. Rồi bây giờ là mình tới cái ruộng lúa để thu hoạch rồi các bạn ơi. Anh em ở bên kia thì tiến hành cắt cái cánh đồng ở bên đây. Thấy cái cánh đồng đó là cũng là khá là rộng lớn nha các bạn. Anh em mấy cậu mình sẽ tiến hành đi gom. Cái dàn bông của dàn lúa đầy thơm rồi các bạn. Mình thấy bông cũng khá là to, hạt cũng rất là lớn nè. Quá đã. Rồi, tiến hành qua bên đây luôn. Có qua đây không? Có kỹ năng mới được chứ, dùng thế. Thank you.
Ủa lúa bên đây của chú hả chú? Phải không? À, chú hôm nay chú trồng giống gì? Năm nay chú trồng giống gì? Đầy thơm. Đầy thơm hả? Giá chú bán có giá không? Thấp quá. Thấp hả? Được bao nhiêu cái? 7.600. 7.600. Ồ. Anh tưởng là nó lên được chút nữa chứ. Không có lên nữa. Rồi. Thất bại rồi chú. Thất bại à? Ở dưới kia thì được 7.900. Ở dưới chỗ sáng thầy cọ chú. Dạ. Này tùy theo lái. Chú trồng nhiều công không chú? 21 công hả? Thấy bông quá trời đạt luôn nè. Này chắc vô hai mấy bao trở lên chứ không ít đâu. Dạ. Thấy chú làm bông quá trời bông nè. Con ở dưới dòng ghiền. Dạ. Con hả? Con quay tự làm YouTube chú ơi. Dạ. Dạ. Qua đây đồng anh. Ở lên kia hả? Giá nó cứ giảm hoài. Cố lên anh em ơi. Quá vậy. Cái này sắp đầy cổ luôn rồi, đầy luôn rồi.
những bao này là những bao rất là khó nha các bạn, bởi vì nó vừa cao nó vừa nặng, bởi vì công sức của anh em mình sử dụng ngay lúc đầu hết nè. Bây giờ là chỉ dự sử dụng thế thôi, cái này là rất là mất sức bởi vì đi qua khỏi đầu. Rất là gian nan chứ không phải dễ ăn, 3-4 lớp thôi. Xem lên dốc nha các bạn. Cắt lúa rồi.